nói đi hết. Hải Phòng à? Thế em đi làm ở Hải Phòng, Bình Dương đi hết. Ở Bình Dương đi hết Vâng. hết Đây, đây là ngôi nhà coi là nằm giữa đại ngàn, ở xung quanh là núi. Đây là làng gì em? Đây là tên ở khu, ở đây là khu gì? Nọ Pù đã. Nọ Pù bên trong. Nọ Pù, Nọ Pù bên Nọ trong. Trong anh quay em để em lấy kẹo em cho đội trẻ trẻ con. Kẹo rất có độ. Anh em trên đường đi đã chuẩn bị sẵn một cái gói kẹo để vào bản gặp các cháu nhỏ, cho mỗi cháu vài cái để cho vui. Thế thế em có vợ chưa? Em có vợ gia đình chưa? Có rồi, ba con. Ba con đây á? Ba đứa con đây hả? Ba đứa con đây à? Ba con trai à? Đây à, ba đứa con em đây à? Không không phải, ở nhà. À, thế đi lên. Đi vào trong đi. Ờ, anh xem cái này. Để xe ở đây thôi. Ừ. Cho cái khu bên kia. Đâu? Bên đường ấy. Anh quay cho. Ừ, bên kia. Còn mấy đứa ở nhà em nữa cơ. À, đây cho kẹo. Kẹo. Trẻ con. Sao mình tức sao nó thả sao đi nhá bà lấy cho mình làm á chị tàn lấy cho mình giàu. Ồ, thế bà người dân tộc gì ạ? À? Dân tộc Mông ạ. Dân tộc Mông à? Bà có nói được tiếng Kinh không? Không không. Ngày xưa thì bà nó không học. Thế ngày ở dưới kia thì lại có một làng dân tộc Tày đúng không? Ở dưới kia thì dân tộc Tày. Tày ở dưới thấp, Mông ở trên cao. Mông ở trên núi. Trên núi. Nhưng mà dân Mông lại thích ở trên núi hơn à? Mông thì ngày xưa thì nó bảo là thích ở trên núi thì nó không không làm được dựa, mà ngày xưa thì nó trồng cá kiện thì nó nhanh hơn. À, tức là ngày xưa ở trên núi là trồng thuốc phiện đúng không? À, thì nó nhanh hơn. Nó rau ở trong giáo này. Trồng rau trồng ngon không? Ở trên này thì không có nước, nước ít. Đi vào nhà. Lên đi vào trong nhà đi. Vẫn có điện rồi hả? Có. Thì anh cắm nhờ sạc đi. Nên nhá, thì phơi xe cho anh nhá. Là cái phút thân anh nhá. Bộ này đã biết nói tiếng Kinh chưa? Đội này nó học mẫu giáo rồi. Học mẫu giáo rồi hả? Mẫu giáo là... Thế trường có gần đây không? Hả? Trường có gần đây không? Nó ở dưới này. À, trường ở dưới đấy hả? Ở dưới. Ui, nhà nuôi con bò to thế. Vừa đấy là mình bán con lợn ở nhà mình.